Xin kính chào quý vị đến với Nhân Humanity, sống kiến tạo, hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, như những số trước chúng tôi đã chia sẻ, Nhân Humanity mong muốn được trò chuyện với lại những nhân sứ, họ như là sứ giả của nhân để truyền tải đi những thông điệp liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và những hoạt động của họ, để qua đó mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận, đồng cảm, và từ đó chúng ta có những giá trị đúc kết cho chính nhân của cuộc đời mình. Và trong số lần này, chúng tôi trò chuyện với một người nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Đức Thịnh. Anh là nhà sáng lập Bảo tàng Nhạc cụ Truyền thống và Đương đại. Trước hết thì rất là cảm ơn nhạc sĩ Đức Thịnh đã tham gia cái cuộc trò chuyện của Nhân Humanity ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh Công Vinh và xin chào các bạn đang theo dõi chương trình. Anh Thịnh à, làm trước hết thì anh có thể chia sẻ là cái bảo tàng nhạc cụ truyền thống và đương đại, và theo tôi được biết thì gần như đó là một cái bảo tàng nó rất là độc đáo ở Việt Nam chúng ta về cái nhạc cụ. Thì không biết là cái sứ mệnh, cái lý tưởng dẫn dắt gì để mà anh có thể đến với việc hình thành cái bảo tàng nhạc cụ truyền thống và đương đại đó. Dạ, cảm ơn anh Vinh. Câu hỏi của anh nó lớn quá, nhưng mà thực sự ra tôi thấy là nó cũng không gọi là sứ mệnh gì nó lớn lao. Chỉ có điều là trong mỗi người chúng ta nó có một cái sự mời gọi, một cái tiếng lòng mời gọi, một sự thôi thúc hay là được được đặt cho, được lập trình trên một cái tiếng gọi đó. Thì mình làm gì với tiếng gọi đó, hoặc là mình sẽ ngủ yên. Mình sẽ không nghĩ là làm được bảo tàng, nhưng mà thứ nhất là do ngày xưa đi học ở trường nhạc thì mình không có điều kiện để nghiên cứu. Thì mình mới nói thôi, mọi người không làm thì mình làm. Thì nếu như có người làm thì chắc chắn là tôi cũng không làm, vì cái việc này nó quá khó. Thì sau đó thì mình nghĩ là nếu mà làm cái việc này để vì tiền hoặc là về một cái lợi ích, lợi nhuận gì đó là chắc là cũng cũng không ai làm luôn. Thì tôi nghĩ rằng cái này nó bắt đầu từ cái mình nghĩ là mình cần, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều em sinh viên trường nhạc cũng sẽ cần. Và sau này, sau khi làm rồi, bắt đầu chính nó lại dạy cái gì, mình đáp trả với cái tiếng gọi trong lòng của mình đó, thì bắt đầu mình nó có một cái, vô tình nó có một cái sức hút. Thì trong lúc làm, thật sự ra mà nói là mình học được nhiều, mình mới nhận ra rất là nhiều điều. Nó không chỉ là một cái cây đàn, là một cái kỹ thuật chơi, là một âm nhạc, mà nó tính triết lý, nó cả cái tính văn hóa, rồi nó có cái phần về cái sự bồi dưỡng tâm hồn người ta, và mình giao thoa với nhiều cái văn hóa của nhiều dân tộc cũng như là của các nước nữa. Thành ra là mình thấy nó rất là thú vị, vì nhờ cái tình yêu đó mà nó thôi thúc. Còn nếu nếu chúng ta làm mà thiếu cái tình yêu, chứ có khi là mình sẽ bỏ giữa chừng. Tôi biết thì là anh là nhạc sĩ, rồi cũng tổ chức nhiều cái chương trình âm nhạc, rồi cũng dạy nhạc. Nhưng mà tôi cũng biết anh cũng là một người đã từng làm doanh nghiệp, từng làm về marketing. Như vậy thì những cái biến cố gì trong từng cái giai đoạn của cuộc đời để nó làm nên một cái nhạc sĩ Đức Thịnh là sáng lập cái Bảo tàng Nhạc cụ Truyền thống Đương đại hôm nay? Dạ, thì câu chuyện mà nói là những người nhạc sĩ thì họ không có giỏi kinh tế đâu. Và cái nguồn lực cũng không có, và lấy cái nguồn lực của xã hội thì cũng rất là khó. Tại vì người ta không thấy được cái đầu ra của nó. Thì cái mỗi có một cái quá trình khác nhau. Tại vì có một thời gian thì tôi cũng năm 18 tuổi còn nhớ là lúc đó mình cũng chơi trong ban nhạc Đen Trắng, rồi mình cũng lúc đó cũng làm khá nhiều tiền cái thời đó. Nhưng mà mình ngồi mình nói mình làm rất là nhiều tiền, nhưng mà mình ngồi mình viết ra giấy rồi một năm mình để bao nhiêu, rồi rồi 10 năm sau mình có mua nổi một cái phòng thu hay không. Thì cuối cùng tổng kết là nói không, không được. Vậy lúc đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là ngày xưa anh em đi chơi nhạc khuya về rồi đi ăn rồi đi nhậu, mình không nhậu, ăn với anh em xong rồi chạy chiếc mô tô đi lang thang ngoài ngoài đường Nguyễn Huệ, rồi những cái office còn rất là ít. Thì lúc đó mình còn trẻ mà mình cũng cũng bày đặt hút thuốc, cứ ngồi 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 nhìn mấy cái office building ở trên lầu cao á, thì mình nói ủa, tại sao giờ này mình lại ngồi ở đây, mà tại sao ban ngày mình không ngồi trên đó, trên đó có cái gì hay, thế giới ngoài kia có gì. Từ những cái giấc mơ đó, những cái ý nghĩ đơn giản đó mà 3 năm sau mình có một cái văn phòng trên đó.
Thì đó là những cái động cơ, nhưng mà thực sự ra ngay từ đầu mình muốn đi làm kinh tế không phải là vì mình muốn trải nghiệm hay muốn kiếm tiền, nhưng mà lúc đó mình quá mê về âm nhạc, nhưng mà mình nghĩ mình không đủ nguồn lực. Cái gì mình đi làm dù có lương nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ không bao giờ làm được cái giấc mơ của mình. Thì cái con đường khác để mình đi song song hay không, thì lúc đó mình mới đi học lại về marketing, rồi chịu khó học lại bên bên quản trị kinh doanh, rồi bắt đầu đi làm công ty. Thì lần đầu tiên lúc đó là Unilever mới vừa qua, thì cũng may mắn là mình cũng cũng làm Unilever cũng được mười mấy năm á. Thì làm những cái brand, những cái brand, cái thương hiệu cho họ. Cái thời đầu thì những cái giám đốc marketing là đa số là người Mỹ, thì sau này là người Việt làm hết rồi. Thì mình cũng được học, mình nói ô cái thế giới này rộng lớn quá. Thì sau một thời gian á, đôi khi nó dẫn mình đi làm, tại vì nó nhiều tiền hơn. Lúc mình ngạt, mình lúc đó lương cũng cao nhưng mà nó không đáng để mình làm luôn. Rồi đầu mình làm, nhưng mà cái giống như anh nói là cái nhân á, cái gốc của mình anh có đi lay hoay thì nó cũng phải trở về. Thì sau một thời gian mình cũng cũng khá khá được có kinh nghiệm, thì mình nghĩ là mình kiếm tiền bằng những cái môn khác á, nó mình thứ nhất mình không giỏi, thứ hai là mình không có cảm giác hạnh phúc. Thì cái giấc mơ ban đầu của mình lâu rồi, thì lâu đó Thịnh mới quay về. Thịnh mới cũng bị mất phương hướng một chút, cũng gần một năm. Thì sau đó nhiều người bạn thân giúp đỡ là ồ không lẽ những tháng ngày mình làm bên công ty quảng cáo mình không học được gì sao. Và một cái tiếng thứ hai là ủa trời ban cho mình năng khiếu âm nhạc mà mình không tiếp tục phát triển đó. Thì lúc đó mình quay lại chơi nhạc, nói ủa anh em chắc quên mình rồi, mà bây giờ kinh tế mình không muốn làm nữa. Thì trong một đêm nó ngộ ra một cái giấc mơ dẫn đến ngày hôm nay, đó là thôi vậy thì mình sẽ làm tạm gọi là kinh doanh nhưng mà trên cái lĩnh vực mình giỏi nhất đó là âm nhạc. Thì lúc đó Thịnh mới quay về, là cái kỷ niệm đầu tiên là Thịnh với cùng với một công ty người bạn là công ty TTT sáng lập cái trường nhạc MBU. Dạ, thì đó là năm 2010. Thì cái trường nhạc đó bây giờ cũng phát triển rất là ổn. Sau này có nhạc sĩ Đức Trí giúp take care cái chuyên môn. Thì cái giấc mơ từ cái trường nhạc đó nó lại thôi thúc trở lại. Thì Thịnh cũng nghĩ đến là mơ ước mình tổ chức được một cái nhà hát, một cái đoàn ca múa nhạc và cái bảo tàng nhạc cụ. Thật ra bảo tàng nhạc cụ nó có từ nhỏ rồi nhưng mà nó rất là dài, nó select từ chút một đó, nó rất là lâu và nó cũng không dừng lại, nó sẽ tiếp tục hết cuộc đời của mình và mình sẽ trao lại cho ai đó tiếp tục. Thì nó là một cái con đường song song thôi. Thì cuối cùng là nó nhảy qua cái về giáo dục âm nhạc. Thì sau đó thì mình nghĩ là một cái nhà hát, một cái bảo tàng, nếu như mình không có cái linh hồn. Cái linh hồn là ai làm nên linh hồn? Là những nghệ sĩ, là những người đã những cái tâm hồn đặt vào thì nó mới sống động. Thì sau đó Thịnh mới ước mơ là lập một cái đoàn ca múa nhạc. Thì hiện nay cũng là cũng có một cái đoàn ca múa nhạc. Thì đó là một cái giấc mơ nó cũng còn đang viết dang dở thôi. Dạ thưa anh. Vâng, thưa quý vị, cuộc đời tôi nghĩ là cũng không mấy ai mà dễ để mà dung hòa thực hiện được, hiện thực hóa được cái giấc mơ, bởi vì con người ta vẫn phải sống với hiện thực, vẫn phải sống với cuộc đời rất là bình thường của mình. Như nhạc sĩ Đức Thịnh nói, đã phải làm marketing ở rất nhiều năm để cuối cùng tạo ra được cái cuộc sống, nhưng mà khi đó cái giấc mơ nó vẫn cứ thôi thúc mình. Nhạc sĩ Đức Thịnh như vậy thì không biết là cái đam mê thì nó có ảnh hưởng gì đến cái nhân người ta. Thật ra thưa anh là hiện nay á, nếu như các bạn đọc trên mạng và các bạn tìm kiếm cái kiến thức hiện nay á, thì người Nhật người ta đang nghĩ ra một cái cụm từ, nó là Ikigai. Mọi người đã biết Ikigai rồi. Nếu mà chúng ta đạt được cái Ikigai á, là gần như giấc mơ nào chúng ta cũng khả năng đạt được. Thì trong cái Ikigai nó có bốn cái yếu tố. Đầu tiên là chúng ta phải có cái đam mê. Nhưng có những người rất là đam mê nhưng mà họ không giỏi. Rất là nhiều thích hát, rất làm ca sĩ nhưng mà họ không hát được. Kiểu như vậy. Thì mình phải đam mê, mình phải giỏi cái chuyện mình đam mê. Dạ, nhưng mà hai cái yếu tố đó là cũng là khá khá rồi, nó cũng giao thoa được một chút rồi. Nhưng mà nó vẫn không đạt được Ikigai là bởi vì hai cái việc đó, mình giỏi cái mình đam mê nhưng cái đó lại là cái xã hội không cần. Ví dụ chúng ta quá giỏi chơi game đi, nhưng mà chúng ta chơi game giỏi không đóng góp nhiều cho xã hội. À, cùng lắm là sản xuất ra trò chơi thôi, nhưng mà nó xã hội không cần. Thì cái mình giỏi và mình giỏi trên cái đam mê và cái xã hội cần, và cái cuối cùng là cái đó phải ra tiền. Tại vì có những việc mà
mình nói ví dụ như là bảo tàng của mình Dạ. nó thật sự nó cũng chưa đạt Ikigai, Dạ. có thể nó sẽ đạt trong nhiều năm nữa, bởi Dạ. vì nó có ba yếu tố, có đam mê, cũng có chuyên môn Dạ. giỏi, xã hội cũng cần nhé, Dạ. nhưng mà nó chưa ra tiền được. Dạ. À, thì mình quan sát được cái đó là mình sẽ nghĩ đến một lúc nào đó ba cái yếu tố này nó mạnh đến mức mà xã hội sẽ phải trả tiền cho nó, Dạ. thì đôi khi cái yếu tố thứ ba của Ikigai đã đến sau. Dạ. À, còn những cái nhưng mà đó là chỉ nói bảo tàng thôi, còn về Dạ. cái bức tranh chung á, thì tôi thấy là hiện nay là cái yếu tố cuối cùng nó cũng đang được hình thành để Dạ. đạt được cái Ikigai, cho nên khi mà các bạn tư duy một cái sự nghiệp mà khởi nghiệp của mình á, thì Dạ. mình hãy quan sát bốn cái yếu tố đó. Dạ. Vâng, thưa quý vị, làm tôi nhớ là đúng là nếu mà không có tiền thì sẽ không thực hiện được ước mơ. Nhưng mà cái giấc mơ đương nhiên nó phải đòi hỏi có một cái sự dấn thân với cái đam mê rất là lớn. Thành ra là đôi khi cái chính cái dấn thân đam mê nó sẽ hiện thực hóa giấc mơ, và rồi hiện thực hóa giấc mơ đương nhiên nó sẽ mua được rất là nhiều tiền, như nhạc sĩ Đức Thịnh nói. Thưa anh, như vậy thì trải qua cuộc đời thì anh nghĩ rằng là cái giai đoạn nào trong cái cuộc đời của mỗi người chúng ta thì nó gần như ảnh hưởng lớn đến cái nhân của mình sau này? Theo mình nghĩ nó có những cái chu kỳ á, Dạ. cái chu kỳ đầu mình không nói yếu tố về 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 thần bí học hay là tâm linh học, Dạ. nhưng mà nhìn chung thì nó trong cái đồng hồ sinh học của mình nó có một cái chu kỳ, Dạ. thì theo mình biết và để ý thì nó có chu kỳ là thường là 12 năm, Dạ. ví dụ như là 12 con giáp đại khái là Dạ. một cái chu kỳ sinh học, thì nó thay đổi cái năng lượng, cái yếu tố trong cái con người mình, ví dụ như từ năm đầu đến 12 thôi, mình Dạ. cũng 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 không có nhiều, mà từ bắt đầu 12 đến Dạ. năm 24 tuổi Dạ. là cái giai đoạn đó, là cái giai đoạn nó học tập, nó kiến thức, là nó thu thập Dạ. cái lượng kiến thức rất là nhiều. Đó là chu kỳ thứ nhất, Ừ. nó định định hình, Dạ. và chúng ta sẽ bị rắc rối một chút đến cái chu kỳ thứ ba. Cứ mỗi một cái chu kỳ nó sẽ có một cái sự sắp xếp và chuyển Ừ. hóa lại. Dạ. Thì tôi cho rằng mỗi một cái chu kỳ đó đó, nó cái nhân nó luôn luôn cái nhân á, nó từ là theo mình nghĩ á, nó từ cái giáo dục là cái chu kỳ đầu, cái Dạ. ảnh hưởng từ gia đình, thứ hai là ảnh hưởng nhiều từ xã hội, Ừ. và thứ ba là bắt đầu bước vào đời là những cái nơi mình làm việc rồi, nó không còn là giáo dục của nhà trường mà giáo dục của xã hội. Dạ. Người ta nói là nhà trường á, dạy cho mình, nếu mà mình học kém á, cùng lắm mình ở lại lớp, còn cuộc đời nó dạy cho mình nó nghiệt ngã lắm, Dạ. nó sai một cái là mình mất mấy năm và mất rất nhiều tiền, Ừ. cái giá nó rất là kinh khủng. Dạ. Rồi giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn của sự chiêm nghiệm, giống như là mình review lại, là đó là Dạ. cái giai đoạn mà lúc mà Thịnh bị confused. Dạ. Thì sau khi mình biết được mình muốn gì, thì theo tôi nghĩ cái nhân nó được hình thành luôn luôn, nhưng Dạ. bắt đầu nó mới trỗi dậy á, thì cá nhân mình thôi nha, Dạ. thì mình nghĩ đó là ở cái lứa tuổi 50, Wow. tại vì nó đủ kinh nghiệm, đủ đau thương, đủ Ừ. đủ vết thương, đủ vết sẹo ra. Thì nếu như năm 50 mà cái nhân nó không trổ ra thì Dạ. nó sẽ bị bóp lại. Dạ. Và như người Nhật á, người ta gọi là 50 tuổi mới gọi là trưởng thành. Dạ. Cụ thể là anh thấy 70 vẫn tranh cử tổng thống. Thì Dạ. cái tinh thần nó không dừng lại. Dạ. Thì cái lòng khát vọng nhiều nhất á, là Dạ. đầu tiên á, giai đoạn tôi nói giai đoạn thứ hai, Dạ. giai đoạn thứ ba chứ, là khát vọng cho bản thân mình. Ừ. Là ô tôi phải có nhiều tiền, tôi có mua được xe nhà, tôi có vợ Ừ. đẹp con ngoan, giống như khát vọng cho chính mình. Dạ. Nhưng khi nó vừa đủ, Dạ. tại vì cái đó không bao giờ đủ, nhưng mà nó Dạ. tạm gọi là vừa chấp nhận được, hoặc thì lúc đó khi mà cái giai đoạn người ta nhìn lại cái giai đoạn đó là Dạ. một cái chu kỳ, thì người ta nói là ủa, cuộc đời chán quá, cuối cùng chỉ có thu nhận cho mình, vung vén cho mình rồi trả lại, Dạ. rồi mình ra đi. Chứ sự có mặt của mình thế giới không có cần, xã hội không Dạ. có cần, thì lúc đó người ta ý thức được cái sứ mệnh của mình là Dạ. bây giờ, tại vì khi mà anh muốn tỏa cho thế giới thì anh phải đủ tích tụ, cái nhân nó Dạ. đủ thì lúc đó nó bùng ra, nó mới trỗi dậy được. Dạ. Thì tôi cho rằng là những người đã có qua ba cái giai đoạn kinh nghiệm rồi, thì đó là cái giai đoạn là hình thành nhân trong từng giai đoạn. Dạ. Nhưng nếu mà ở năm 40 mấy, gần 50, chúng ta không có sự sửa soạn và chuẩn bị, thì nó sẽ không, cái nhân nó sẽ bị ngừng lại, Dạ. nó sẽ bị khô lại. Dạ. Cho nên bây giờ phải phải lắng nghe cái tiếng lòng để trỗi dậy. Dạ. Còn những cái tinh thần, người ta gọi là tinh thần khởi nghiệp, tinh thần của một chiến binh, yêu đất nước, làm một cái gì đó, đôi khi ở ở cuộc đời có quá nhiều thầy,
có nhiều doanh nhân đã nói về cái tinh thần khởi nghiệp đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ, đôi khi á, hiện nay các bạn trẻ đó, tôi không có nói hết, nhưng mà đa số là các bạn chưa thiếu cái tinh thần chiến binh. Có nghĩa là gặp khó khăn chút xíu là stress quá, phải đi tìm sự cân bằng đó. Không phải, ông bà của mình ngày xưa nó rất là, thì có nghĩa là cái tinh thần họ rất là mạnh. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta phải, chúng ta đừng có trốn tránh cái stress. Stress có một mặt tích cực của nó, nó làm thúc đẩy mình đi tới. Tại vì khi mà sự có mặt của mình hay không có mặt của mình, thế giới nó còn nguyên, thì đôi khi mình phải coi lại. Thì đôi khi, tuy nhiên cái vấn đề này vấn đề lớn, khi cái nhân chúng ta tỏa ra đó, đôi khi chúng ta đừng có làm việc gì lớn lao hết, không có cần phải làm cái việc vĩ đại, là một việc rất nhỏ thôi, nhưng mà với một tinh thần vĩ đại, với một cái giấc mơ vĩ đại. Thí dụ mình làm, mình làm một cái tâm sỉ răng, một cái việc rất nhỏ mà cái tâm sỉ răng có thể bán toàn cầu. Chứ đâu có nhất thiết là phải làm những chuyện vĩ đại. Thành ra cái sự phong phú của đất nước mình, các em học rất nhiều ngành nghề, thì các bạn hãy lắng nghe cái lòng nhân, cái nhân của mình, để mà nó sẽ, khi nó đủ tích tụ, nó sẽ trỗi dậy. Các bạn làm một đôi giày, các bạn làm một cái túi sách, nhưng mà là một túi sách bán toàn cầu, các bạn dám nghĩ không? Hay là nghĩ những cái chuyện rất là vĩ đại, là mở một chuỗi cửa hàng trà sữa, cuối cùng thật sự ra nó thật không ai dám nhìn nhận, mà khởi nghiệp thất bại rất nhiều. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi quan sát cái cuộc đời. Thì khi quay lại với âm nhạc mình cũng thế. Có khi là mình làm một cái ngách, một cái nhỏ thôi, còn cái giấc mơ của cá nhân Thịnh thì nó cũng đôi khi mình nghĩ là mình có bị ảo quá không. Có nghĩa là Thịnh thì muốn tạo ra cái platform, thì cái platform đó nhiều nghệ sĩ đến đây, chứ mình không có cạnh tranh trực tiếp với các nghệ sĩ hoặc các nhạc sĩ khác, mà là tụi mình có một cái platform nè. Bạn muốn nghiên cứu, mình đang đây, mình có đàn ca nhạc, mình có có trung tâm biểu diễn, thì đây là một cái platform thôi. Và có thể mình sẽ ẩn mặt, nhưng mà từ có thể platform này không nổi tiếng, nhưng nhờ nó mà sẽ có những cái ngôi sao trong tương lai. Bởi vì các em muốn học mà không có điều kiện để học. Ngày xưa anh thấy cái thời mà trước 75, có những nghệ sĩ cải lương, những nghệ sĩ kịch hoặc là ca nhạc, thì họ hay nói là ca sĩ này của lò của anh Tùng Giang, lò của người này người kia, mà mỗi lò lính thì ra một cái phong cách, nó cũng là rất là thành công. Nhưng mà đó là suy nghĩ ngày xưa. Còn bây giờ tại sao mình không mời những người như anh Tùng Giang, những ngôi sao đến cùng với nhau trên một cái nền tảng để đẩy cái âm nhạc của nước mình, làm sao cho nước ngoài ta nghe nhạc Việt Nam. Nhưng mình cứ nghe nhạc Việt nước ngoài hoài. Thành ra là mình nghĩ đôi khi có rất là nhiều người nhạc sĩ rất là tài năng, nổi tiếng, và họ cũng rất trăn trở, nhưng mà bắt đầu từ đâu? Phải có một nơi trốn, phải có một cái nền tảng đó. Nó không chỉ là một cái vật lý, cái cơ sở vật lý, mà nó là một cái platform, nó vừa có công nghệ, vừa có mặt bằng về địa lý, vừa có những không gian biểu diễn, và thậm chí có những cái câu lạc bộ, những cái club. Như ngày xưa là những nhạc sĩ nổi tiếng gặp nhau cùng sáng tác một bài là bình thường. Thịnh có một bài hay, Thịnh anh góp ý tụi mình để tên, chứ không phải là bây giờ. Thật sự là bây giờ mình không chắc được, bây giờ người ta quá cô đơn. Cái thứ hai là cái công nghệ nó nhiều quá, người ta không bước ra khỏi cái phòng của mình để gặp gỡ. Thì tôi cho rằng nếu như cái platform nó vẫn có những cái câu lạc bộ ca sĩ, câu lạc bộ ban nhạc, nhạc đâu, câu lạc bộ nhạc sĩ, nó giao thoa để cùng chia sẻ những tác phẩm của mình làm sao. Tại vì anh là một nhạc sĩ, anh có hay cỡ nào đi nữa, một lúc nào đó sẽ bị cũ. Nếu mình không có cập nhật mới, nhưng mà vẫn là góc nhìn của mình. Thành thử ra là mình có cái platform đó là một cái nơi tốt nhất. Thì đó là giấc mơ của riêng mình thôi, nhưng mà không biết mình có bị ảo không, mình thấy nó quá lớn với cái khả năng. Cho nên đây là một cái nhân thôi, mình cứ lan tỏa. Rồi cái duyên nó đến thì mình sẽ sẵn sàng kết hợp với nhiều cái nhân khác để tạo nên. Tại vì như anh biết là bảo tàng mình chết, mình chắc chắn mình sẽ không mang theo được. Cho nên phải có ai đó tiếp tục và xây dựng những cái câu chuyện cho nó. Tại vì anh chưng cái nhạc cụ nó không có hồn khi mà được nói lên, nó được chơi lên là nó sống động lại. Còn nếu không, nó chỉ là một cái đồ vật thôi. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là như nhạc sĩ Đức Thịnh thì đúng là mỗi giai đoạn con người, những cái tầng thức khác nhau, thì người ta hình thành những cái giá trị và nhân khác nhau. Những cái giai đoạn thì người ta nghĩ phải khẳng định tên tuổi để rồi phải kiếm tiền, phải nhiều thứ. Nhưng mà rồi đến một cái tầng thức khác thì người ta không nghĩ đến phải tên tuổi và phải kiếm tiền, mà người ta nghĩ phải tạo ra một cái nền tảng để mà mọi người cùng có thể đến đây
hòa vào những cái trí tuệ đam mê để làm một việc gì đó nó lớn hơn những cái bình thường mà con người ta phải khẳng định cái tên tuổi của mình. Rất là thú vị, và tôi nghĩ là cái giấc mơ của anh sẽ rất là tuyệt vời. Như anh Đức Thịnh làm nhạc sĩ thì người ta hay nói đến cái năng khiếu, thì không biết rằng là cái yếu tố di truyền, yếu tố gia truyền, rồi cái môi trường, cũng như cái tự nỗ lực của một bản thân, thì anh nghĩ là cái yếu tố nào thì nó ảnh hưởng lớn đến cái hình thành cái giá trị nhân của con người sau này? À, theo tôi nghĩ cái yếu tố di truyền thì nó chiếm khoảng tầm dưới 20%. Nó khá quan trọng. 5% là thiên tài, là được ban cho. Nhưng mà tôi đã chứng minh, có một cái phương pháp lúc tôi mở cái trường nhạc á, là tôi chứng minh cho mọi người thấy là học nhạc đó là khoa học. Nó là kết hợp giữa thời gian và cao độ. Là cái cao độ và cái thời gian của nó làm ra cái nốt nhạc. Thì khi mà một người có cái sự logic á, thì vẫn có thể tập theo những cái phương pháp đó. Có thể nó không hay, có thể nó không có tạo ra một cái xuất sắc về cảm xúc được ban cho, nhưng vẫn làm được. Nói vậy thôi chứ mỗi người đều có một cái sự cảm thụ. Thì tôi nghĩ rằng là trong mỗi người á, được được ban cho một cái dải tần. Thì mỗi một cái dải tần số, cái frequency đó, thì cái âm nhạc nó chạm vào á, thì nó tạo cho người ta có một cái sự rung động. Và mỗi một cái tần số như vậy á, vô tình nó lại kích hoạt những cái sự rung cảm khác nhau. Ví dụ như là người xưa đó, người ta đã biết được cái bí kíp này nè, chỉ có điều là người ta không có cái máy để người ta đo cái tần số thôi. Ví dụ như là những cái thời kỳ lãng mạn thì Chopin thì người ta viết những cái tác phẩm Sonat ánh trăng, Serenade vân vân đó, thì cái tần số rung động của trái tim đúng 528 Hz, ví dụ vậy. Những bản anh hùng ca là tông son, những bản ngợi ca về tâm linh thì người ta dùng cái tông cái 963 Hz, nó cao là nốt C chẳng hạn. Thì đôi khi chúng ta những cái dải tần đó, hoặc là anh có công nhận là khi mình nghe một cái bài nhạc, có những cái bài nhạc mình nghe xong mình buồn hơn, có những bài nhạc xong mình hưng phấn, hực chiến đấu ha. Có nghĩa là tần số âm thanh có tác động đến con người để nó tạo ra. Thì tôi nghĩ rằng dù có người không có năng khiếu âm nhạc đi nữa, nhưng mà họ vẫn có yêu cái đẹp bằng sự rung cảm. Thì đó là một cái đề án mà tôi cũng đang nghiên cứu, đó là mang âm nhạc đến với mọi người. Âm nhạc nó không chỉ dành cho giới nhạc sĩ, nghệ sĩ làm chuyên môn, mà nó đến với mọi người. Tại vì với cái âm nhạc cũng như nhiều bộ môn khác như hội họa mình không nói, nhưng mà âm nhạc là gần như là một cái phần thiết yếu. Tại vì khi mà anh yêu cái đẹp, anh sẽ không nỡ làm bậy, anh không nỡ làm hại anh em mình. Mình yêu cái đẹp. Mình hay nói đùa là lúc mình làm mấy cái workshop guitar, mình nói là cứ thêm một người biết guitar là thế giới sẽ bớt đi một tội phạm. Cái mình nói nghe nó có vẻ thú vị. Mình nói thực sự ra là cái bàn tay mình nở xuống tay với anh em theo nghĩa đen nghĩa bóng là thì mình chơi nhạc sao được nữa. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng hãy bổ sung thêm cho những cái giai đoạn hình thành cái nhân, nên có âm nhạc và nhiều cái thứ kiến thức khác. Nhưng mà nó phải có âm nhạc, tại vì có những cái mà lời nói nó không nói được thì âm nhạc nó sẽ lên tiếng. Thưa quý vị, tôi rất là thích là thêm một người mà đam mê guitar thì thế giới sẽ bớt đi một người có cái tâm ác độc. Tôi rất là thú vị cái đó. Anh Thịnh, anh có thể nói rõ thêm một tí nữa là như vậy cái âm nhạc nó có một cái tác động hay là một cái tầm ảnh hưởng gì để hình thành cái giá trị nhân con người? Ngày xưa mình học trường nhạc nó có một cái bộ môn là mỹ học. Mỹ học mà rất tiếc là một số bạn thời đó hay trốn môn này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ai không học được cái môn này rất là ổn. Mỹ học ấy là học về cái đẹp. Thì khi qua từng cái giai đoạn mà như anh nói là cái nó tác động như thế nào. Thì như hồi nãy tôi nói đó, nó là nó những cái tần số nó vô tình sau này người ta tìm ra nó rung động, nó chạm vào anh. Nhưng mà những cái tác động á, thì đôi khi nó từng cái giai đoạn giống như nãy mình phân tích lúc đầu là cái chu kỳ 12 năm cái sinh học của mỗi người, thì mình hình thành, mình tích tụ những cái kiến thức của mình theo những cái giai đoạn nó khác nhau. Thế thì khi mà cái môi trường mà xã hội á, thì nó giống như hồi nãy câu hỏi của anh là cái bộ gen, rồi cái môi trường,
rồi bắt đầu mới quan điểm nhân sinh quan, rồi đến cái giai đoạn cuối cùng là tôi sinh ra để làm gì, rồi tôi đi về đâu, câu hỏi muôn thuở, tôi sẽ đi về đâu sau cái chết, tại sao tôi lại đến đây. Thì cái câu hỏi này nó không có câu trả lời, và cái câu trả lời đôi khi nó nằm ở một cái giai đoạn rất là dài của một cuộc đời, và sẽ ngộ ra ở một cái thời điểm nào đó, nhiều khi trước khi chết mới nhận ra. Đúng rồi. Thí dụ vậy, thì tôi cho rằng đôi khi là âm nhạc á, nó đóng một cái vai trò là ngoài cái tần số rung động ra, nó còn chuyên chở về ca từ. Mà anh biết là sau này nó có một cái bộ môn gọi là năng lượng học. Những cái lời mình gieo ra là nó tác động cái năng lượng. Ví dụ mình, anh thử anh về, anh thử anh khen một cô gái nào đẹp, mặt cô đó ửng lên, đẹp. Có những cái lời nói thôi đã là một cái năng lượng. Và dĩ nhiên khi mình chửi rủa một bông hoa, nó sẽ héo thật sự trong ngày luôn. Anh cứ làm thí nghiệm thử xem. Là tất cả mọi cái đều là năng lượng. Mà anh nghĩ là một cái ca khúc ngày xưa người ta chuyên chở bằng những cái tần số âm thanh, còn bây giờ bắt đầu có ca từ, nhạc kịch, ca khúc, vân vân, thì đó là một cái nó chuyên chở. Văn học đã là bản thân nó là một bộ môn nghệ thuật, mà âm nhạc, mà nó hai cái nó kết hợp với nhau lại, cho nên khi mà cái giá trị đưa âm nhạc vào để chuyên chở cái ca từ ngoài cái ngôn ngữ âm thanh không, thì nó tạo một sức mạnh khủng khiếp. Anh thấy là những người mà người ta bên công giáo, những người bên đi công giáo, họ sùng đạo là bởi vì trong thâm tâm của họ có những cái ca khúc ngày nhỏ người ta đi nhà thờ người ta nghe, đôi khi người ta thất vọng, người ta buồn, o cái giai điệu nó vang động, hoặc là những cái cuộc chiến, không, những bản anh hùng ca làm cho người lính sẽ xung trận rất là giống như lúc trong cái chương trình Set Outside của mình đã từng chia sẻ đó. Có nghĩa là Quang Trung có một cái rất là lạ là ông thúc chống với cái tiết tấu đó là trận nào cũng thắng, mà để cho một người phó tướng mà thúc chống là không bao giờ thắng cái trận đó, nó mất khí thế. Thì người ta mới nghiên cứu là ồ tại sao. Có nghĩa là bản thân âm thanh tần số nó có sự rung động, nó tạo nên cái sự thôi thúc, và vô tình là Quang Trung hoặc là từ trong trái tim của ông nó truyền ra, nó lan cái năng lượng cho quân lính, chứ mình nghĩ không phải là ngẫu nhiên. Không phải là họ vô tình họ tìm ra cái mẫu tiết tấu đó. Tại vì cái tiết tấu đó hiện nay đã được bảo tàng luôn. Và thế giới cũng công nhận là cái tiết tấu trống đó là thúc quân là gọi như là năng lượng rất là mạnh. Thế thì mình chứng minh cho anh thấy là những cuộc cách mạng thành công, âm nhạc đóng vai trò. Tín ngưỡng cũng vậy. Rồi ngay cả những cái bài hát xây dựng đất nước, hoặc là những tình yêu đôi lứa. Nếu mình nghe một cái tình yêu mình đẹp như vậy thì mình nó bổ sung cho, thí dụ mình thất bại ở một cuộc tình này, ha, nhưng cái âm nhạc nó giáo dục mình, thì cái cuộc tình tiếp theo nó đến, mình biết cách mình cư xử với nó, mình biết cách mình nuôi nấng nó hơn. Rồi nhiều khi cũng chưa đủ, người ta nói là một tâm hồn tầm thường không thể giữ được một tình yêu cao thượng. Thì đôi khi cái đẹp nó cũng được lớn lên, nó cũng được học nha. Không phải ai cũng hưởng thụ được cái đẹp giống nhau. Cái đẹp nó cũng phải có một cái trình độ nhất định. Nó giống như là bây giờ người ta nói là mình phải có cái sự kiến thức và mình sẽ có một cái sự trải nghiệm nữa. Đủ để đón nhận nữa. Đủ để mình thấy được à như thế này là đẹp. Thì âm nhạc chỉ là một trong những cái đẹp thôi. Cho nên anh thấy là ở thế giới nó có những cái bộ môn là kết hợp đỉnh cao của nhiều bộ môn nghệ thuật. Giống như nhạc kịch, Broadway chẳng hạn. Một người diễn viên hát rất hay, họ múa còn hơn cả diễn viên múa. Đến mức mà Broadway họ đào thải một ca sĩ nào ra, ca sĩ đó là ngôi sao nhạc pop trên thế giới. Có nghĩa là đã đào thải rồi, mà là có nghĩa là nơi đó là biểu diễn, rồi điện ảnh, rất là nhiều cái thứ đó kết hợp. Thì đó là một những cái sức mạnh tổng hợp. Thì tôi cho rằng nói riêng về âm thanh và âm nhạc thôi, thì trong đó nó có âm nhạc, có tần số sự rung động và chuyên chở ca từ. Thì nó, tôi nghĩ là nó là một cái mặt trận rất là mạnh, đóng góp cho rất là nhiều cái công trình có thể thành công. Khi anh chiến đấu, vì giống như có một cái chuyện tôi cũng đọc thôi mà tôi không biết là cái nguồn từ đâu mà đúng như thế nào, giống như một người lính Việt Nam với một lính Mỹ ngồi tâm sự nhau là lương của anh bao nhiêu. Mỹ hỏi lương Việt Nam, lương anh nhiêu. Anh nghĩ là tôi có lương à, tôi đánh năm này qua năm kia, chục năm này qua chục năm kia, vì điều gì đâu có lương. Còn Mỹ thì đúng 100 ngàn hay mấy chục ngàn một năm là hết, hết nhiệm kỳ là hợp đồng xong. Thì cái tính chiến đấu hỏi anh làm sao mà nó bằng cái dân tộc mình, đến nhà mình phải bảo vệ, nó khác hẳn. Cái lý tưởng với lại cái lý tưởng, thì cái đó là gì? Đó là năng lượng thôi thúc trong lòng.
Và một cái thì trong đó là cái âm nhạc nó đóng góp một phần, ngoài những cái ca từ, những cái đó thì đó. Nhưng mà cái là... anh cái giữa cái giai điệu với lại cái ca từ thì cái nào nó ảnh hưởng đến cái con người nhiều hơn? Nó cũng giống như Thịnh nói là có những người có năng khiếu âm nhạc á, yeah. được trời ban cho thì yeah. đôi khi họ không cần ca từ. Yeah. Tại vì đôi khi âm nhạc nó nói hộ. Anh nghe nhạc, anh tưởng tượng ca từ khác nhau. Yeah. Theo cái vốn sống của mỗi người. Còn những cái lời thơ mà nhạc sĩ đã quy định thì anh dĩ nhiên anh cũng ta hiểu khác, nhưng mà ít nhất là có định hướng với cái ca từ đó. Tuy nhiên á, là cái tiếng Việt của mình á, bản thân nó đã là thơ rồi. Yeah. Dấu bằng, dấu trắc, thế giới rất là ngưỡng mộ. Yeah. Mình đọc cái vần thơ nó đã là nhạc rồi. Yeah. Thành thử ra là trong để gọi là cái ngôn ngữ, cái giống như anh nói là cái ngôn ngữ và cái âm nhạc nó, yeah. nó tức là cái giai điệu và ca từ. Cái giai điệu ca từ thì giai điệu và ca từ nó giúp cho người ta có một bức tranh nó rõ. Yeah. Còn âm nhạc nó giúp cho người ta có sự tưởng tượng. Yeah. Và nó dẫn dắt người ta đi luôn. Và tùy theo cái vốn sống mỗi người sẽ cảm nhận một cái bài hát khác nhau. Yeah. À, có ca từ thì vẫn có khác nhau, nhưng mà ít nhất là nó cũng gom lại được một cái định hướng cho một người. Yeah. À, tôi nói ví dụ như là cá nhân tôi thì làm âm nhạc, tôi làm rất là nhiều thể loại phục yeah. vụ cho xã hội, cũng làm cũng đẹp, cũng thích, cũng yêu. Mm. Nhưng mà khi mình giải trí cho riêng mình yeah. thì người ta hỏi là nhạc sĩ giải trí thì nghe nhạc gì? Thì thường thường là mình nghe nhạc jazz. Yeah. Tại vì cái hòa âm của nó. Mm. Anh đang ở ngoài, anh chạy vô, anh nghe một cái bài nhạc jazz. Mình là dân chuyên nghiệp nha. Nhiều khi một phút sau mình mới biết tông chính của nó là tông gì. Có cái hòa âm của nó dẫn mình đi luôn. Mm. Và cái nhạc jazz nó lạ là nó, anh ngồi anh thưởng thức cũng được. Hoặc là nó làm cái nền cho anh tư duy vẫn được. Mm. Tại vì cái hòa âm nó dẫn dắt mình. Nó mm. là thật, cực kỳ là sáng tạo. Mm. Lúc đó không cần ca từ. À. Dạ. Thì ngược lại có một số sau này như anh thấy là nhạc chỉ là phụ để cái nền đó người ta đọc rap. Thì cái nhạc rap có một thời gian tôi cũng phải tập nghe. Mà đúng là mình tập nghe rồi mình mới thấy nó có cái nhịp thở, nó có cái đẹp của nó. Ừ. Mà mình thấy không? Anh thấy là anh coi nước ngoài có những cái cuộc thi á, những cái bạn trẻ đọc rap mà ở dưới người già ta nghe. Ừ. Mà người ta chảy nước mắt. Ừ. Người già người ta, tại sao người ta vẫn cảm nhận được? Ừ. Thì lúc đó là cái play, có là cái kiểu lối chơi của ca từ. Dĩ nhiên có những cái rap có một thời gian nó tầm bậy tầm bạ, nhưng mà có những cái rap nó rất là nhân văn. Yeah. Nó nói cái vần thơ mà người ta khóc. Ừ. Nhưng mà cái hay của những nghệ sĩ nhạc rap họ dùng ca từ, nhưng mà nó có cái tiết điệu. Âm nhạc chỉ là một cái nền vai trò. Họ hát rất ít, lâu hát mấy câu là họ lại nói. Thì đó là họ đi nhiều về ca từ. Còn nhạc yeah. giao hưởng của điện nhạc ra người ta đi nhiều về cái âm thanh và hòa âm. Yeah. Còn phần còn lại nhạc pop. Nhạc pop thì các bạn nghe thích rất là hay, nhưng mà nó vẫn gọi là pop. Popular yeah. là phổ thông thôi. Yeah. Thì nó có ca từ và nó chuyên chở, nó song song. Nó là như vậy. À, thưa anh là... tôi hay nghe người ta nói rằng là một cái người ca sĩ, nhạc sĩ, tức là người làm nghệ thuật mà thành công, người ta hay nói là cái người này là con nhà nòi. Thì theo anh thì cái truyền thống của gia đình, của gia tộc thì nó ảnh hưởng cái gì đến việc tạo động lực hay là một cái niềm đam mê hay là một cái nuôi nấng được một cái mầm gì đó để cho một cái nhân nó có thể phát triển theo như cái truyền thống của gia tộc. Dạ, cái yếu tố đó cũng đúng anh. Nó đúng là ở đây đôi khi thời buổi này người ta không ép con được. Yeah. Nhưng mà vô tình á, thì mỗi người có một cái nghề gia truyền thì lâu lâu mình, ngay cả con mình rất là nhỏ, mình yeah. dẫn đến nó lau cái bảo tàng, nó lau cái đàn. Hoặc là những bác sĩ thì lâu lâu con đến thì phụ ghi chép, yeah. lấy thuốc giùm cho mẹ vân vân. Thì lúc đó là hình thành cái nhân. Yeah. Nó là những cái cảm xúc. Ví dụ như... mình cũng có mấy người bạn yeah. Làm linh mục. Yeah. Ủa, đầu tiên tại sao làm linh mục? Đâu có ơn Chúa gì ghê gớm lắm. Mà nhìn ngày xưa hồi nhỏ thấy cha bận đồ đẹp quá. Mê cha quá. Mê bận cái đồ đẹp đó. Cha nói hay nữa. Và vô tình thì từ cái hình ảnh đó nó dẫn dắt đến những cái lý tưởng. Yeah, yeah. Thì tôi cho rằng cái nhân ban đầu nó hình thành là yếu tố gia đình cũng rất là quan trọng. Yeah. Thời buổi này thì hơi khó. Yeah. Nhưng mà nhìn chung á, thì nếu như con cái mà đi theo nghề của cha mẹ thì có thể cha mẹ giúp được nhiều hơn. Yeah. Còn nếu mà con cái làm một nghề hoàn toàn khác thì cha mẹ bây giờ hiện đại lắm, không có cấm. Mm. Nhưng mà sẽ không giúp được nhiều.
ít nhất về mặt chuyên môn. Yeah. Thì đó là cái mà ngay cái nhân mà nãy thì nói với anh là Yeah. 12 tuổi đầu á, Yeah. là thu thập từ gia Yeah. đình, rồi 12 năm sau là của nhà trường, 12 năm sau là Yeah. bạn bao giờ của xã hội, rồi sau đó là mình tổng hợp lại để ra cái bùng nổ cái nhân là năm bốn mấy 50 á, nó đủ chín. Thì cái giai đoạn một là cái gia đình hình thành để người ta, để các em, các con, các cháu. Cho nên đôi khi cái sự nhiễm đó đó nó cũng quan trọng, tại cái tờ giấy trắng mà nhiều khi đứa con nó thấy một cái gì đó nó bất ổn thì nó cũng cũng là một cái nhân xấu, nhưng mà nó thấy được một cái gì nó đẹp đẽ cũng là một cái nhân tốt. Thì khi nó chưa đủ trí khôn, nó chỉ biết nhận thôi, và bắt đầu nó bắt chước, nó nhại lại chứ nó chưa có chính kiến. Thì lúc mà nó nhại lại, nó thấy mình bạo lực thì nó cũng sẽ có khuynh hướng bạo lực. Hoặc là những đứa nào mà nó bị ăn hiếp rất là nhiều thì sau này lẽ ra nó phải thương những người ăn hiếp, chứ không, nó cũng có tính bạo lực luôn, gọi là trả thù đời đó. Thì cái đó đôi khi cái này nó về mặt tâm lý rồi, nhưng mà mình nghĩ là cái nhân ở đây á, là nó quá nhiều, cái lĩnh vực, cái khía cạnh của xã hội. Thì nói riêng về nghề nghiệp á, thì nó là một cái nó ảnh hưởng một phần cha mẹ. Nhưng mà qua cái chương trình này chia sẻ với anh Công Vinh á, thì đôi khi á, mình không dám nói là mình dạy đời hay chia sẻ gì, chỉ là mình kinh nghiệm cá nhân chủ thể thôi. Tại vì đôi khi mình cũng có rất là nhiều sai lầm. Nhưng mà đôi khi mình hãy nghĩ đến một cái gì đó lớn lao hơn bản thân mình. Nhiều khi mình la đứa nhỏ vì mình thất bại, mình bị sếp la mình trong công ty, mình về mình trút lên đó. Có nghĩa là mình đó là như vậy. Tức là khi mình ý thức được cái việc đó đó, thì ngay từ đầu á, mình nên gieo cho những cái nhân lành đầu tiên, để nó, tại vì như kinh nghiệm của Thịnh á, là mình ráng làm sao cho con mình nó hiểu là mình thương nó. Khi nó thấy mình thương nó rồi, mình la mắng kiểu nào nó không bao giờ giận, vì nó nói là cũng là muốn tốt cho mình. Thì cái đó rất là khó. Nhưng mà khi mình cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà mình không biết cách thể hiện để cho nó cảm thấy là nó được yêu thương đó, thì nó đâm nó chống đối và thậm chí nó chống lại mình. Thì tôi cho rằng nó mỗi một giai đoạn đều hình thành nhân khác nhau, nhân của gia đình gieo, nhân của nhà trường giáo dục, và nhân của xã hội là bắt đầu đi làm các công ty, các đồng nghiệp, các thứ, rồi bị dập vùi, dập vùi dập. Thì tôi mong rằng là đến đến cái thời chín mùi là mình không chiến đấu để vơ vét cho mình nữa, mà bắt đầu gia đình cũng tạm ổn, thì bắt đầu nghĩ đến xã hội, nghĩ đến làm một gì lớn lao Tầng nữa. thức cao hơn ha. Thì đó là thường thường là giống như hồi nãy mình nói là người Nhật là 50 tuổi nó gọi là trưởng thành, mới trưởng thành đủ kinh nghiệm, thì từ đó cái mầm nó sẽ bung ra hoặc nó bị sơ cứng luôn. Thì đó là cái giai đoạn mà nhân, những cái giai đoạn mà tôi hiểu là vậy. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là với trẻ để mà có được cái nhân sau này thì cái việc gieo nhân là rất quan trọng, bởi vì trong mỗi con người chúng ta nó có cả cái tốt lẫn cái xấu, nhưng khi chúng ta gieo nhiều cái nhân tốt ấy, thì con người ta sẽ có nhiều cơ hội để người ta sẽ tự chỉnh mình, tự sửa mình, tự vươn lên, bởi vì trong tâm thức tôi nghĩ rằng về góc độ tâm lý học thì con người ai cũng muốn mình là người có giá trị. Điều đó là điều mà tôi nghĩ cái gieo nhân nó có ý nghĩa như là nhạc sĩ Đức Thịnh nói. Thưa anh Thịnh, là tôi thấy cuộc đời nó có những người phải sau này khi thành danh thì người ta là có cái nghệ nhân hoặc là có cái bút danh, bởi vì cái tên bố mẹ đặt nó nghe nó không có nghệ sĩ thế nào. Như vậy thì không biết cái việc đặt tên cho con nó có ảnh hưởng gì đến cái thiên hướng cho một cái nhân để nó định hình sau này. Dạ theo tôi là có À. anh. Tại vì giống như hồi nãy nói, tất cả là một dạng năng lượng. Năng lượng là thể hiện sống, mà sống là lời nói, là âm thanh. Tên, ví dụ tên của con mình đi, thì bà xã đặt là Ngọc Thiên Anh. Nói, ủa sao là Ngọc Thiên Anh? Nói, tại vì là con cầu con khẩn, mà có con trễ quá, cầu sinh khắp mới được. Thì Ngọc là viên ngọc sáng, Ngọc Thiên Anh là nó sáng, mà từ trời, thiên là trời. Thì đó là một cái tên. Thì anh thấy là có những ca sĩ họ đổi tên cái họ lên luôn. Mình có mấy đứa em mà mình không tiện nói ra, có nghĩa là mình nói em ơi cái tên của em á, em hát rất là hay, nhưng mà đọc cái nó nghe nó không có thuận, nó không có thuận cái lỗ tai. Thì tôi cho rằng đây là một cái góc độ, nó gọi là năng lượng thôi, một cái tần số để cho nó dễ nghe, nó dễ nhìn và nó đến thôi. Một cái tên nó quá khó thì là người ta khó nhớ đến mình.
thì từ đó nó ra những cái bút danh, Dạ. cái nghệ nhân, nghệ Dạ. sĩ. Thì dĩ nhiên có một số người thì họ vẫn giữ cái tên của họ luôn. Dạ. Thì đó là một trong những cái mà sóng năng lượng. Dạ. Thì cái sóng năng lượng đó thì khi mà anh Vinh mà đôi khi không phải là anh đặt tên hay là anh đổi tên cho chính mình, Dạ. và đôi khi anh thấy có những cái tác phẩm âm nhạc mình cũng biết Dạ. mà, có những nhạc sĩ viết bài rất hay mà đổi tên cái bài lên mà cái tên cũ hoài không ai nghe. Cái đó Dạ. là thật sự Dạ. cái tựa bài hát thôi. Dạ. Dạ thì tôi cũng chưa hiểu nhiều lắm về về năng lượng, hiểu hiểu sơ sơ thôi, nhưng mà mình thấy được cái giá trị của những cái tần số rung động của mỗi cái lời mình nói ra. Dạ, chắc Dạ chắn. đó là cái tên nó quyết định. Chắc chắn anh ạ. Tại vì tôi nghĩ là tại sao nghe cái tên này thì không có cảm giác đó là nghệ sĩ, mà nghe cái tên kia thì nghĩ đến họ là nghệ sĩ. Bởi vì tất tất là chắc là nó cái tên nó cũng như một cái giai điệu nó tác động gì đấy vào cái tâm khảm của người ta để người ta nghĩ rằng cái giai điệu đó thì làm cho người ta vui, giai điệu kia làm người ta buồn, giai điệu nọ làm người ta hưng phấn. Thì cái tên cũng vậy, nó tác động vào cái tâm trí người ta rằng là cái người này làm nghệ 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 thuật. Như vậy thì rõ ràng là cái đặt tên là giống như toàn bộ cái đặt để cái khát vọng của cha mẹ về cái nhân của đứa con mình sau này, thì từ đó mình sẽ đặt cái tên nó như là một cái thương hiệu của một cái nhãn hiệu, một cái thương hiệu vậy. Tôi nghĩ như thế, đúng không anh? Tức là nó cái tần số đó như anh nói thì tôi nghĩ nó có tác động. Vâng, một cái ý nữa, nó hơi kinh điển nhưng mà tôi nghĩ là cũng cũng cần nên trò chuyện với nhau xem là như vậy, trong một cái nhân con người thì nhiều yếu tố, nhưng thôi mình nói tóm lại nó có hai cái quy tụ. Nhất là cái mặt tài của con người và cái mặt đức hay là cái mặt phẩm chất của con người, cái tâm con người vân vân. Theo anh bằng cái trải nghiệm đến giờ này thì giữa cái tài, cái đức, cái năng lực và cái phẩm chất đó, thì cái nào để nó định hình cho cái nhân đó thực sự là không chỉ có giá trị với mình mà với cộng đồng và với cả gia đình. Câu hỏi của anh khó quá, Dạ. nó lớn quá. Dạ. Tại vì mọi người đều nói là có tài đức vẹn toàn, Dạ. người có tài mà không có đức thì tai nạn cho thế giới, Dạ. còn người có đức mà không có tài ít nhất thì cũng không ảnh hưởng gì, Dạ. nhưng mà cũng không đóng góp được gì. Dạ. Thì cá nhân tôi thì tôi cũng đi gặp gỡ rất là nhiều người, và sau này không biết là mình có bị chủ quan quá, Dạ. mình lại thích chơi với những người làm công việc chuyên môn, Dạ. mình không thích thương mại. Mình là dân marketing, mình Dạ. không biết là làm sale marketing, buôn bán khởi nghiệp là làm cái gì đó vĩ đại, Dạ. mà đôi khi trong cái tính chuyên môn anh lại ngộ ra cái đạo đức, cái đạo đức trong nghề. Dĩ nhiên có những người nói là tôi phải có cái đạo đức trước rồi tôi mới đi chọn cái nghề tôi làm, là tôi sẽ mang cái tâm của tôi vào tất cả mọi cái ngành nghề, thì điều đó cũng đúng. Nhưng mà nếu các bạn trải nghiệm sâu bằng những cái công việc mình làm cần mẫn mỗi ngày, mình ngộ ra. Tại vì khi mà anh làm một cái kỹ thuật hoàn hảo để tạo ra một cái micro này, mình đang nói chuyện bao nhiêu cái màng rung ở trong đây, cái dây tóc của nó và nó dẫn cái tín hiệu đường truyền của nó là bao nhiêu thế nào, thì nó cả một cái tính chuyên môn ở trong đó. Thì đôi khi những cái người ta làm cẩn trọng của nó, mình đã ngộ ra cái đạo từ trong đó. Tức là cái tâm của mình làm cái sản phẩm nó tốt hơn. Thì mình chỉ trả lời chung chung và có thể sẽ không thỏa lòng, đó là cả hai đều quan trọng như nhau và nên phát triển song song, là đức và tài. Tại vì để chọn lựa là nếu tôi chọn một trong hai cái thì như tôi nói đầu, thà có đức bất tài, ít nhất tôi chẳng có gây hại cho thế giới. Còn những người có tài mà không có đức thì dùng cái tài đó nó gieo rắc rất là kinh khủng. Cho nên là mình nghĩ cái công tác mà các bạn trẻ bây giờ làm gieo cho mình vào cái lòng nhân thì nó là một cái sự tổng hòa. Tại vì tôi đến với nhân humanity của mình á, thì bản thân ngay từ đầu tôi thấy là những cái cách chơi chữ nó rất là đẹp. Nhân, thay vì người ta giáo dục chỉ là dạy rồi là đóng học phí, nhưng mà giáo dưỡng nó khác. Giáo dưỡng là vừa giáo dục mà có dưỡng dục, thì dưỡng dục là dạy cho người ta là có cái đạo trong cái nghề, mình dạy nghề nhưng mà có cái đạo, chứ không chỉ là dạy nghề là hết nhiệm vụ. Thì trong cái giáo dưỡng đó, là ngoài cái kiến thức ra, nó có cái đạo đức, nó có cái tâm. Nhưng mà tôi nghĩ đạo đức tâm á, đôi khi nó bị gọi là giáo điều, nhưng có cái đẹp ở trong đó.
như mình tin thờ ai đó, mình thấy cái đẹp ở trong đó nó thuyết phục mình vô cùng, chứ không phải là mình sợ ai đó là mình mới tin thờ họ, không phải. Mình thấy cái đẹp trong đó. Thì tôi cho rằng giáo dưỡng là kiến thức chuyên môn, cái đạo đức và cái yêu cái đẹp. Ngay từ đầu tôi, cá nhân tôi thì tôi nói là mình yêu cái đẹp, mình không nỡ làm vậy. Đúng Thì tôi mong rằng cái sự mà tiếp tục trong cái chương trình nhân rồi. của mà anh Công Vinh Ừ. sáng lập cùng với một số anh em ấy, thì tôi cũng mong rằng là cái giáo dưỡng nó là một cái sứ mệnh Đúng. và hình thành cái nhân, tại vì nó không dừng lại ở những cái buổi chia sẻ và những cái vỗ tay cho vui, mà Đúng. là nó đi tới những cái hành động và nó từ đúng nghĩa là theo cái từ nhân để nó gieo đến những cái nhân khác. Và đôi khi có những người không lên đây nói được với anh, Dạ. nhưng mà qua cái chương trình họ cảm nhận được một cái gì đó, họ làm một cái gì đó cho xã hội rất vĩ đại nhưng rất âm thầm, Dạ. mình cũng không biết được. Dạ. Thì đây là một trong những cái mà tôi thì tôi thích hành động Dạ. hơn, tôi thích những người làm chuyên môn, tôi thích là xăng tay áo lên. Dạ. Thì đó là cái mà tôi mong rằng cái chương trình nhân á, Dạ. có thêm nhiều cái giá trị, nhiều cái góc nhìn, và nếu được thì có những cái ảnh hưởng của nhiều người có nguồn lực trong xã hội, Dạ. để chúng ta có một cái platform, là một cái công nghệ, một cái nền gì đó, nơi nơi gặp gỡ Dạ. từ qua công nghệ thông tin, có một cái nơi chốn, hoặc là những cái câu lạc bộ, những buổi gặp gỡ Dạ. để có đúc kết những cái buổi đó, để gieo lại, tiếp tục gieo cái nhân, và Dạ. nhân nó tạo ra nhân, nhân nó tạo ra nhân. Dạ. Thì đó là cái mà tôi rất là hứng thú Dạ. khi khi đến với nhân humanity. Khi mà anh nói về giai điệu và ca từ đấy, thì tôi đã nghĩ tôi sẽ có làm với anh những cái nữa để mà cuối cùng gieo nhân trong cái nhân humanity này. Và cuối cùng thì anh Thịnh, anh có thể chia sẻ rằng là một cái thông điệp gì đấy hay là một cách diễn đạt gì đấy để nói về nhân nhạc sĩ Đức Thịnh. Nhân của nhạc sĩ. Câu hỏi này Một khó thông quá. điệp gì đấy hoặc là nói về một cái quan niệm sống hay là một cái nhìn gì đấy để nó làm nên cái giá trị, làm nên cái giá trị cốt lõi của cái nhân nhạc sĩ Đức Thịnh. Cá nhân tôi chưa gọi là thành công, nhưng tôi không bao giờ tiếc nuối những gì tôi đã trải qua cho đến giờ phút này, bởi vì mỗi giây phút tôi trọn vẹn với nó. Tôi không nghĩ là thành công nó đến giai đoạn nào, đó là một cái duyên. Nhưng chúng ta cứ làm, nếu công trình chúng ta không xong, ai đó sẽ tiếp tục. Chúng ta chỉ có được cho nhiêu đó quỹ thời gian, và chúng ta hãy dùng nó một cách tốt nhất. Không ai hối hận vì thất bại, mà người ta chỉ hối hận vì người ta không làm gì cả. Dạ, rất là thú vị. Thưa quý vị, là chúng ta vừa trò chuyện với lại nhạc sĩ Đức Thịnh, những câu chuyện thú vị về cuộc đời, sự nghiệp, những cái dấn thân để tạo ra những giá trị không chỉ cho bản thân mình, cho cộng đồng khi ở một cái tầng thức cao hơn ở cái tuổi 50. Những câu chuyện thú vị đó thì chúng tôi cũng rất là hy vọng nó truyền cảm hứng cho các nhân trẻ và nó chia sẻ cùng với những người đồng trang lứa và nó là một thông điệp để những bậc cao niên hơn có thể suy ngẫm cùng đóng góp thêm vào với nhân humanity để cái cộng đồng của chúng ta như nhạc sĩ Đức Thịnh muốn nói sẽ mang lại nhiều giá trị hơn, nó lan tỏa những cái tốt đẹp hơn để làm sao nhân của cộng đồng người Việt chúng ta nó ngày càng nở rộ, nó lan tỏa, nó gieo những cái nhân tốt ở khắp mọi nơi. Và chúng ta hy vọng là nhạc sĩ Đức Thịnh sẽ tiếp tục thành công với cái niềm đam mê, với những cái ước mơ của mình. Và như tôi nói, tôi sẽ cùng với lại nhạc sĩ Đức Thịnh sẽ chia sẻ để làm một cái gì đấy nữa cho cái nhân humanity này. Và xin cảm ơn sự chú ý của quý theo dõi của quý vị đối với cái số phát sóng này của Nhân Humanity Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo. Và một lần nữa thì cảm ơn nhạc sĩ Đức Thịnh. Dạ, xin chào anh Công Vinh, và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này, và mong các bạn để lại những cái lời bình luận đóng góp để cho cái nhân này nó thật sự là nhân.